đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng đột ngột ra đi ở tuổi 42. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam Vũ Mạnh Dũng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào tối ngày 18 tháng 2. Trước đó, nghệ sĩ hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu của bệnh tật. Tôi vô cùng bàng hoàng khi biết được thông tin anh Dũng qua đời. Anh Dũng là nghệ sĩ tâm huyết và gắn bó với nghệ thuật opera. Anh là một giọng nam chính của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Gần đây nhất, tôi có tham dự buổi công diễn với nhạc kịch Người Tạc Tượng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận tại Nhà hát lớn Hà Nội. Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng cũng là người đảm nhận vai chính, cũng chính là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Theo công an quận Hoàng Kiếm, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ Dương Quang Bình có biểu hiện ngáo đá đột nhập nhà đe dọa và đâm chết. Ca sĩ Hiền Anh nói cô biết tin khoảng nửa đêm, phải liên hệ với nhiều bạn bè tại Học viện Âm nhạc Quốc gia để xác nhận. Đến bây giờ tôi vẫn còn sốc, anh Dũng là người sống hiền lành, tử tế nhưng bị cướp đi tính mạng một cách oan nghiệt. Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, từng tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, anh đã đạt nhiều giải thưởng như Huy chương vàng bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh, Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc 2004, giải nhì cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2009, Huy chương vàng tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015 với vai diễn Anh Hà trong vở nhạc kịch Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Năm 2019, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.